Xin chào quý vị. Thì xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là ngạc nhiên, không có nhiều điều xấu xa này nọ vân vân. Thì tuy nhiên tôi cũng có một điều khá là nghiêm trọng để nhắc nhở cho quý vị, và đặc biệt là quý cô. vì lý do thì đó là cái điểm yếu mà bọn họ có thể tấn công. Đó. Một cách khác là cái công thức của ma quỷ, không? Ông ma quỷ không? Đã từng dùng ngày xưa với phụ nữ đầu tiên, đúng không? Thì ý là tôi muốn nói như vậy, cho nên quý cô phải rất là chặt chẽ, vững vàng, và đừng mất cái lòng tin dành cho đàn ông của mình, đúng không? Đó, chỉ cách đó thì quý cô mới có thể giúp ích được cho đàn ông của mình, đúng không? Còn không thì họ sẽ dùng cái cơ hội đó để mà chia rẽ quý vị, đúng không? Giữa đàn ông và phụ nữ, đúng không? Cho nên quý vị đừng có xem thường cái điều đó, vì bọn họ rất là sao ta? Rất là xấu xa về điều đó, đúng không? Thì khi tôi nói những điều này á, thì có vẻ thì nó làm tôi là này nọ, không phải là ta cho rằng là tôi là nghĩ bậy bạ này kia, đúng không? Tôi nói vậy là quý vị hiểu ý tôi nói rồi. Mà tuy nhiên quý cô có hiểu vì sao bọn thính kia, nghĩa là người ta nói là thính kia là Tào, Hàn, Nhoan, Nhật, Tây hay vân vân, kia không còn sợ, lo hoặc quan tâm và trở ngại, và có những trở ngại gì về dân tộc hoặc là với chúng ta, với các vị dân tộc chúng ta, không? Nữa là vì bọn họ đã hiểu rằng, vì bọn họ đã hiểu rằng họ đã thành công tẩy não và phá hoại cái hệ thống gia đình và văn hóa của chúng ta qua những cái suy nghĩ và hành động tội lỗi của quý cô, của quý cô thế hệ trẻ bây giờ và có thể là tương lai. Thì cái điều đó thì rõ rồi, và quan trọng hơn nữa là họ cũng hiểu rằng là giảng he Chúa của chúng ta không còn ở cùng với quý vị hoặc chúng ta vì những cái tội lỗi và sự vi phạm luật lệ của Chúa chúng ta. Thêm nữa, tuy nhiên ngày xưa nhiều số chúng ta còn rất vô ý thức hay là ngây thơ, nhưng mà trong lòng của tất cả chúng ta hoặc dân tộc chúng ta vẫn còn có những những đạo lý của giảng he, và vẫn còn có giảng he Chúa của chúng ta trong lòng của mình, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì không phải là như vậy nữa, vì nhiều số chúng ta đã bỏ Chúa và đi theo những cách sống tội lỗi của bọn họ. Cho nên
Chúa không còn ở cùng với chúng ta nữa vì cái sự quyết định của quý vị, không? Nói chung là Chúa không còn ở cùng với quý vị, các vị dân tộc chúng ta như ngày xưa nữa, là vì cái sự quyết định của chúng ta đi theo cái sống tội lỗi, phải không? Cho nên đó là lý do tại sao bọn họ không còn sợ chúng ta. Thực ra thì bọn họ không có sợ chúng ta, nhưng mà bọn họ hiểu rằng á, là đằng sau lưng của chúng ta là đã luôn luôn có Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng mà bây giờ là bọn họ đã hiểu rằng là cái sự bảo vệ và cái an ninh đó không còn nữa, cho nên họ mới tránh và kiêu ngạo như bây giờ, hiểu không? Đó là lý do tại sao những cái chuyện này xảy ra với chúng ta, đặc biệt là thế giới, hiểu không? Thì khi tôi nói như vậy thì nghe nó rất là điên lắm, đúng không? Nhưng mà quý vị đang dùng bây giờ công nghệ, ví dụ thì những các vị cho rằng là những các vị đó bị cho rằng là bị điên trong thế giới này, vì cái sự vô ý thức của nhiều quý vị trong thế giới này, đúng không? Thì tôi xin nhắc nhở quý vị, xin nhắc nhở quý vị và đặc biệt là quý cô, vì các cô là cái điểm yếu của chúng tôi, đúng không? Đàn ông chúng tôi, hiểu không? Bọn họ hiểu rằng là bọn họ không có tấn công được chúng tôi, nhưng ngược lại thì bọn họ sẽ tấn công quý cô, cho nên quý cô phải rất là mạnh mẽ, can đảm và chặt chẽ, không? Và đừng có làm mất cái niềm tin hoặc cái lòng tin của mình với quý đàn ông của mình, đúng không? Thì chỉ cách đó thì quý vị mới có thể bảo vệ được dân tộc của quý vị, đàn ông của quý vị và Chúa của quý vị, đúng không? Thì trừ khi mà quý vị trung thành với đàn ông của mình, thì lúc đó bọn họ không có cách nào để chia rẽ quý vị, đúng không? Cho nên quý cô nhiệm vụ của quý cô rất là quan trọng, cho nên quý cô đừng có coi thường. Trách nhiệm của quý cô là gì, đúng không? Thì như tôi đã nói thì yêu thương nghe lời, đúng không? Ngoan ngoãn cho quý vị đàn ông của quý cô, đúng không? Thì lúc đó thì bọn họ không có làm được cái gì ngoài ra là đánh chúng ta thẳng, không? Nhưng mà bây giờ thì bọn họ làm theo cái kiểu là người ta nói là cái đường vòng vòng, phải không? Không phải là đường thẳng, không? Nhưng mà họ làm những cái điều xấu mà đằng sau lưng của chúng ta, phải không? Họ có thể làm được cái điều đó là vì quý vị cho phép họ làm như vậy thôi. Nhưng mà thực ra họ không có thể làm được cái gì đâu. Ngoài ra là chiến tranh thôi, đúng không? Hoặc là đánh thẳng thôi, phải không? Nhưng mà vì nhiều số quý vị, đặc biệt quý cô, là đã cho phép họ làm điều đó hoặc xâm nhập điều đó. Nhưng mà cái cách và phương pháp hay là phương tiện bọn họ làm rất là khéo léo nha. Cho nên quý vị đừng có coi thường. Tôi nói là một cái ví dụ á, là con gái dân tộc đầu tiên làm người là Miss Universe, không? Gì đó, thi hoa hậu thế giới gì đó, đúng không? Cũng là một cô dân tộc, không? Tôi nói vậy là quý vị hiểu rồi, tôi không nêu ra cái tên, không? Vì mục đích là pháp lý, không? Thì là một cái ví dụ. Thực ra quý cô cho rằng là họ lấy phụ nữ đó để làm gương cho quý cô tưởng là cái điều đó là tốt, không? Không, họ dùng phụ nữ đó trong văn hóa đó để mà họ có thể xâm nhập vào cái hệ thống gia đình và văn hóa của quý vị, đúng không? Nhưng mà quý vị đâu có hay. Nhìn nó rất là hiền lành, nó rất là
thì nó nhìn nó rất là hiền lành đúng không, là nó không có cái gì kiểu là cái sự đe dọa gì cho quý vị đúng không. Nhưng mà không phải, cái phương pháp đó người ta làm phương pháp nhẹ nhàng để xâm nhập vào cái hệ thống và văn hóa hoặc dân tộc một một ai đó, phải không? Cái đó là công thức cái bọn phương Tây đã từng dùng biết bao nhiêu chục năm nay, hoặc là nói chung là biết bao nhiêu thế hệ vừa qua. Quý vị đừng có cho rằng là mình hiểu được cái điều đó. Thì như tôi đã nói á, nếu mà quý vị muốn bảo vệ không, Chúa của mình, gia đình của mình, dân tộc của mình, hay là vân vân ha, thì là chỉ một cách là quý vị chung thủy với Chúa. Thì đàn ông thì chung thủy với Chúa, phụ nữ phải chung thủy với đàn ông của mình. Còn con cái phải chung thủy với cha mẹ, hiểu không? Và đó là cái hệ thống mà Chúa đã đặt ra để mà không có bị như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nhiều đất nước và quốc gia nào đều đều đâu có theo cái hệ thống đó đâu, cho nên bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị xâm nhập hay là bị phá hoại thôi. Cái hệ thống là lý do mà Chúa đã cho chúng ta cái điều răn hay là luật lệ này nọ, là để bảo vệ cái hệ thống gia đình, hiểu không? Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị hiểu cái chuyện nó như thế nào. Vì bọn họ rất là tàn nhẫn, bọn họ không quan tâm tới quý vị đâu. Miễn sao là họ đạt được mục đích của mình thôi. Mục đích của họ là gì? Phá hoại hệ thống hay là đạo lý của quý vị, hệ thống gia đình của quý vị, thấy không? Hệ thống cái sự văn minh của quý vị, đó là văn hóa của chúng ta, ví dụ như đó, thấy không? Đó, là hệ thống chính phủ này nọ. Tôi không muốn nói về chính trị gì nhiều, nhưng mà tôi chỉ nói cho quý vị để quý vị có thể suy nghĩ và bảo vệ cái hệ thống gia đình của mình. Nếu mà quý vị cho rằng là gia đình của mình là quan trọng, là tất cả, là quý vị nên làm như vậy thì mới có thể bảo vệ được nó, cái giá trị đó, không? Giá trị của chúng ta là gì? Chúa, gia đình, dân tộc và văn hóa của chúng ta, đúng không? Vân vân, đúng không? Thì tôi chỉ muốn chia sẻ một chút chuyện với quý vị như vậy thôi. Nhưng mà thực ra thì tôi không thích nói mấy cái chuyện này. Chủ yếu thì tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị là cái điều lời lẽ của Chúa, và những cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan và những cái lời hay ý đẹp của Chúa mà thôi. Nhưng mà tôi thấy thì có vẻ là nhiều các vị còn vô ý thức về điều đó, cho nên tôi chỉ muốn nhắc nhở cho quý vị, vì nó rất là nguy hiểm cho dân tộc của chúng ta, phải không? Cho nên quý vị đừng có tham gia những cái chuyện mà nó tội lỗi và nó vi phạm luật lệ của Chúa, phải không? Thì tôi chỉ có một chút lời để nhắc nhở như vậy thôi, vì tôi thấy cái tương lai mà chúng ta đang đi á, nó không tốt cho chúng ta đâu. Tuy rằng tôi nói như vậy thì không có ai nghe đâu, nhưng mà ít nhất á, là tôi đã nói trước cho quý vị biết, hiểu rồi đó, thấy không? Cái chuyện nó đã xảy ra rồi, nhưng mà càng ngày á, nó càng tồi tệ hơn. Chưa nói tới cái sự tội lỗi hay là cái điều những cái điều những cái sự vi phạm luật lệ của Chúa, đúng không? Đây là chỉ là cái chuyện thế gian thôi, đúng không? Mà quý vị mà không cẩn thận á, với cái suy nghĩ của mình á, vì cái suy nghĩ của mình á thì nó thì những cái hành động của quý vị làm thì nó đến từ cái suy nghĩ của quý vị, đúng không? Cho nên những cái suy nghĩ của quý vị, những cái suy nghĩ của quý vị thì quý vị nên xem xét lại cái suy nghĩ của mình. Còn không thì nó sẽ đưa quý vị về cái hướng một cái tương lai nó không có tốt đẹp gì đâu, đúng không? Cái đó chỉ là thời gian thôi, đúng không? Cho nên đừng có coi thường những gì tôi nói, những lời tôi nói không có sai, đúng không?
Nếu mà tôi sai á, tôi sẽ cho phép quý vị giết tôi. Ừ. Còn không á, không thể nào, phải không? Chỉ khi quý vị đã quyết định sống một cuộc sống ngay thẳng thì có lẽ khác, thì cái hướng đi thì lúc đó thì là tôi sai. Nhưng mà theo tôi thấy á, nó không có như vậy, đúng không? Thì thôi, tôi không muốn nói nhiều nữa rồi, xin chúc quý vị một ngày tốt đẹp ha. Rồi tạm biệt.